Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả luôn đồng hành cùng chương trình Cà phê sáng của truyền hình Bình Phước. Chúc quý vị có những ngày cuối tuần an yên. Bây giờ là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, siêu bão Yagi được cho rằng mạnh nhất trong vòng 30 năm qua đã đổ bộ trực tiếp vào miền Bắc với cường độ mạnh giật lên cấp 17, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều ngành kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và tại các khu công nghiệp. Nỗ lực phục hồi sản xuất là điều mà các doanh nghiệp, đơn vị tập trung ngay khi cơn bão đi qua. Theo Ban Quản lý các khu kinh tế Hải Phòng, khu vực bị bão, về thiệt hại chung, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đều có cây xanh bị gãy đổ, nơi thiệt hại cao nhất lên tới 90% và thiệt hại thấp nhất là 30%, may mắn không thiệt hại về người. Ngay sau bão số 3, các địa phương đã huy động mọi nguồn lực với quyết tâm cao nhất để khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra. Trong đó, các khu công nghiệp, các doanh nghiệp là một trong những đối tượng được các địa phương quan tâm tập trung. Hiện các doanh nghiệp đang nỗ lực khắc phục hậu quả của bão và khoảng 95% số doanh nghiệp đã hoạt động trở lại. Thưa quý vị, một tin vui cho ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh là từ ngày hôm qua, Vịnh Hạ Long đã đón các tàu du lịch hoạt động trở lại bình thường. Như vậy, gần một tuần sau khi cơn bão số 3 Yagi đổ bộ tàn phá thành phố Hạ Long và các địa phương của tỉnh Quảng Ninh, nhịp sống nói chung và ngành du lịch nói riêng đã dần bình thường trở lại ở thành phố bên bờ di sản. Được biết, ngay sau khi cơn bão số 3 đi qua, các chủ tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long đã tập trung bảo trì, bảo dưỡng, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, an toàn, khôi phục hoạt động trong thời gian sớm nhất. Gần như toàn bộ 180 tàu du lịch tham quan, lưu trú tại đây đã sẵn sàng đón khách trở lại khi tỉnh Quảng Ninh cho phép các tàu du lịch hoạt động vận chuyển khách du lịch thăm Vịnh Hạ Long. Với tâm thế của thành phố du lịch quốc tế, Hạ Long đã vượt bão, sẵn sàng đón khách du lịch trở lại, tiếp đà thực hiện mục tiêu đón trên 9,5 triệu lượt khách trong năm 2024. Thưa quý vị, hướng về đồng bào miền Bắc đang bị thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sạt lở đất gây ra. Tại các tỉnh miền Nam và Tây Nguyên, nhân dân các dân tộc đang chung sức đồng lòng, chia ngọt sẻ bùi, vận động ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết để cứu trợ nhân dân miền Bắc. Không chỉ ở những khu vực trung tâm mà tinh thần sẻ chia ấy còn lan tỏa đến các vùng nông thôn xa xôi. Các mặt hàng phong phú từ gạo, mì tôm, sữa, bánh ngọt, bánh tét, lương khô đến quần áo, đèn pin, áo phao, thuốc men. Với sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân, những chuyến xe lăn bánh chở hàng hóa, nhu yếu phẩm ra cứu trợ miền Bắc cũng chở theo nghĩa tình, sự động viên của nhân dân các tỉnh, thành phố. Đây là những hành động đẹp thể hiện tinh thần đoàn kết bao đời nay của dân tộc ta. Bên cạnh hoạt động vận động nhu yếu phẩm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh các địa phương cũng đã kêu gọi vận động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Thưa quý vị, những việc làm của người dân cả nước hướng về đồng bào miền Bắc bị bão lũ đang nhân lên tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, thế nhưng để giúp đỡ đúng nơi, đúng lúc, hàng hóa cứu trợ không rơi vào tình trạng thừa mà thiếu, người dân nên lưu ý khi tổ chức các hoạt động hỗ trợ bão lụt. Vừa qua, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã đưa ra các lưu ý cho việc cứu hộ thiện nguyện hướng đến người dân miền Bắc. Theo đó, quần áo, chăn ấm, áo mưa, đồ dùng cá nhân là những vật dụng bà con rất cần do nhiều ngày ngâm mình trong nước. Một số nhu yếu phẩm nên ưu tiên là nước sạch, nước đóng chai, lương thực thiết yếu như lương khô, xúc xích ăn liền, thịt hộp, bánh mì ruốc, sữa hộp có thể sử dụng liền được. Đặc biệt, không nên tặng mì tôm vì không đun được nước nóng, trong khi việc ăn mì sống vừa hại sức khỏe, vừa gây khát nước trong khi rất thiếu nước uống. Bên cạnh đó, người dân vùng thiên tai phía Bắc cũng rất cần thuốc men, áo phao, đèn pin sạc dự phòng vì các vùng ngập úng mất điện lâu, điện thoại hết pin không liên lạc được. Ngoài ra, các đoàn cứu trợ cần có sự tính toán khoa học, số lượng người đi, vật dụng hỗ trợ phù hợp, tránh lãng phí nguồn lực, liên kết cùng các tổ chức tại địa phương như Mặt trận Tổ quốc, các hội đoàn thể, đoàn thanh niên, hội liên hiệp thanh niên để hỗ trợ người dân đúng nơi, đúng lúc. Thưa quý vị, Trung thu về, ngoài các hoạt động quen thuộc thì việc tìm ra một sân chơi mới phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi là điều mà nhiều người lớn chúng ta ấp ủ, tâm huyết. Và hoạt động tô màu cho những chiếc lồng đèn bằng gỗ cũng là ý tưởng khá mới lạ, hấp dẫn, được các bạn nhỏ vô cùng hào hứng. Những chiếc lồng đèn bằng gỗ với rất nhiều hoa văn, kiểu dáng khác nhau là những phiên bản hình ảnh
mà các em yêu thích qua những bộ phim hoạt hình, truyện tranh, giải trí. Tất cả các mẫu lồng đèn này còn nguyên màu gỗ, mỗi chiếc sẽ đi kèm với một bộ dụng cụ tô màu. Các em có thể tự do thỏa sức sáng tạo về màu sắc trên từng chiếc lồng đèn mà mình đã chọn. Hôm nay con 13 tuổi, từ nãy giờ tôi được một lồng đèn con cá. Ý tưởng của con về quốc kỳ của Việt Nam mình và những chiếc lồng đèn con đã từng thấy. Năm nay con 9 tuổi, con rất thích cô lồng đèn bởi vì con có thể pha được nhiều màu hơn và khéo léo hơn. Trước khi lên màu, phải gắn các chi tiết của lồng đèn lại với nhau. Với các bé nhỏ, thao tác này cần có sự hỗ trợ, hướng dẫn của phụ huynh hoặc người đi cùng. Với nhiều gia đình, đây là hoạt động vừa có tính trải nghiệm cho các con trong mùa Trung Thu, vừa là khoảng thời gian các thành viên gắn bó với nhau hơn. Những cái hoạt động này thì tình cảm của gia đình được gắn kết, yêu thương và hiểu con nhiều hơn. Khi mà mình dẫn mấy bé đi chơi á, thì mấy bé cũng tăng khả năng sáng tạo của mấy bé này, tăng sự tập trung của mấy bé, cũng giúp như là giúp mấy bé có thể gắn kết được với ba mẹ hơn. Để có một không gian mang đậm sắc màu Trung Thu, những người lên ý tưởng sáng tạo cũng đã thiết kế tạo ra một khu vườn độc đáo với phần trang kỳ ảo và những chiếc lồng đèn truyền thống. Với không gian này, các bé như được hòa mình vào thế giới thần tiên của tuổi nhỏ. Mình thấy cuộc sống bây giờ là đa số các em là tiếp xúc với công nghệ thông tin nhiều. Nên là không có những cái hoạt động giống như là trở về với tuổi thơ, làm những cái món đồ trang trí tự mình làm. Em nãy là ý tưởng là cho các em là tự tô những cái lồng đèn của mình. Một mùa Trung Thu nữa lại về và thật thú vị khi các em được thỏa sức sáng tạo, rước đèn, chơi đùa cùng nhau bên những tác phẩm do tự tay mình thiết kế màu sắc. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 5 năm 2023, Ủy ban châu Âu EU đã thông qua quy định chống phá rừng EGDR, quy định được ban hành nhằm cấm nhập khẩu các sản phẩm và hàng hóa gây mất rừng, suy thoái rừng kể từ sau ngày 31 tháng 12 năm 2020. Theo đó, thì cà phê, cao su, gỗ và sản phẩm gỗ là những ngành hàng chủ lực của Việt Nam bị ảnh hưởng bởi quy định này. Quy định chống phá rừng của Ủy ban châu Âu được áp dụng từ tháng 1 năm 2025. Riêng đối với các doanh nghiệp nhỏ, sẽ áp dụng bắt đầu từ tháng 6 năm 2025. Thời gian để đáp ứng các quy định của IGDA là không còn nhiều. Điều này đặt ra rất nhiều thách thức cho nông sản nước ta, trong đó có ngành hàng cà phê. Là cà phê mà khi được tiêu thụ tại châu Âu thì cần phải truy xuất nguồn gốc đến tận nơi sản xuất. Thì cái tỷ lệ mà cà phê có thể truy xuất được nguồn gốc thì nó chưa được nhiều. Chủ yếu là có một phần ít là các cái cà phê mà có chứng chỉ chứng nhận thì là có thể truy xuất được nguồn gốc. Còn lại thì đa số cà phê là đang chưa có thể truy xuất được nguồn gốc. Đấy là một trong những cái khó khăn của mình để khi đáp ứng được cái quy chế mới của châu Âu. Để xuất khẩu vào EU, cà phê, cao su, gỗ và sản phẩm gỗ buộc phải chịu sự kiểm soát của quy định chống phá rừng của EU. Nếu không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, sẽ bị cấm nhập khẩu. Quá trình triển khai thực hiện, chúng tôi thấy rằng có hai cái vấn đề khó khăn. Thứ nhất là đó là cái việc xây dựng cơ sở dữ liệu về rừng, đặc biệt là những diện tích sau 31 tháng 12 năm 2020. Thứ hai nữa là vấn đề xây dựng bản đồ địa chính. Làm thế nào để chúng ta có được cái hệ thống số liệu tích hợp, tương đồng, đồng nhất giữa hai số liệu về rừng và bản đồ địa chính. Trong phạm vi nguồn lực của mình thì đang còn rất nhiều khó khăn. Trong cái đó thì việc mà xây dựng các cơ sở dữ liệu này đòi hỏi nguồn lực rất là lớn. Thực hiện tốt các quy định của Ủy ban châu Âu là sự nỗ lực cố gắng của các cấp ngành chức năng nói chung, Bình Phước nói riêng. Chính vì vậy, cùng với việc tuyên truyền cho người dân và doanh nghiệp hiểu rõ những rào cản khi xuất khẩu vào thị trường châu Âu, thì các chủ trương chính sách liên quan đến vấn đề này cũng cần phải hướng đến. Chúng ta đã triển khai công tác quản lý nhà nước rất tốt từ khâu quy hoạch rừng, quy hoạch đất đã tốt rồi. Nhưng chúng ta vẫn tiên lượng là các cái trường hợp ở gần khu vực đất rừng thì là chúng ta nếu không làm tốt cái xác định cái hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp về vị mã vùng trồng hoặc vị trí sản xuất ấy, nếu mà không cập nhật tốt thì có thể là sẽ
ảnh hưởng thiệt hại, thì cái vấn đề này ngành cũng đang cũng quan tâm để sắp tới cùng với các cái sở ngành với các địa phương là phải cụ thể hóa các việc này ra. Phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường là hướng đi của các quốc gia tiên tiến. Thách thức luôn đi cùng với cơ hội để Bình Phước và các địa phương liên quan nỗ lực thực hiện để có thể tận dụng cơ hội xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của tỉnh vào các thị trường quốc tế. Thưa quý vị, lễ giỗ tổ nghề sân khấu được xem là ngày Tết của những người làm nghệ thuật. Vào ngày này thì các nghệ sĩ thường không nhận show đi diễn mà dành toàn bộ thời gian để tri ân tổ nghề, gặp gỡ đồng nghiệp để tình nghệ sĩ thêm thắt chặt. Tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, lễ giỗ tổ nghề sân khấu cũng vừa được tổ chức trong không khí trang nghiêm, bài bản và đầy sắc màu. Lễ giỗ tổ ngành sân khấu là ngày 12 tháng 8 âm lịch hàng năm, nhưng thường được tổ chức rải rác từ ngày 10 đến 13 âm lịch, tương ứng từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 9. Tùy điều kiện mà từng địa phương tổ chức lễ cúng tổ nghề với quy mô, hình thức khác nhau, nhưng tựu chung lại, buổi lễ diễn ra vô cùng trang nghiêm, kính cẩn, chu đáo, với đầy đủ các nghi thức lễ khấn tế, dâng hương, rước tổ nghiệp cùng anh linh các bậc tiền hiền tiêu biểu của ngành sân khấu. Giỗ tổ sân khấu thì đây là một cái truyền thống bao nhiêu năm qua, không những cái ngành văn hóa văn nghệ rồi tất cả những cái ngành thuộc về văn hóa nói chung, thì cứ mỗi một năm về cái tháng 8 âm lịch á, không phải là 11, 12 đâu, nhưng theo chúng tôi được biết là trong cả một cái tháng 8 đó thì cái vùng miền nào cũng vậy, chúng ta luôn luôn hướng về tổ nghiệp. Trong cả một cái tháng 8 đó thì ngày nào cũng được. Thì chúng ta sẽ luôn luôn hướng về cái tổ nghiệp để có một cái tri ân những cái nhang thơm, để cùng tri ân đến những cái bậc tổ tiên hình thành và sinh ra cái ngành của sân khấu. Về những nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu, ngày giỗ tổ nghề có ý nghĩa rất lớn và sâu sắc, là dịp dâng hương lên tổ nghề, tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn đến tiên tổ, các bậc tiền nhân đã sáng tạo nên nghệ thuật sân khấu, đồng thời tri ân khán giả đã đồng hành, giúp họ thăng hoa trong nghệ thuật và giúp sân khấu sáng đèn. Nói bước của cha ông xưa mình để lại thì anh em cũng dáng cố gắng theo cái ngành nghề để tri ân tổ nghiệp và để phát triển lâu dài sau này. Nói chung ra là làm cho niềm vui cho các bà con khán giả. Nếu mà bà con khán giả ủng hộ cho anh em thì ngành nghề mình phát triển. Còn không, bà con không ủng hộ thì ngành nghề anh em mình cũng không được gì. Lễ giỗ tổ nghề sân khấu là dịp để những người làm nghệ thuật gặp gỡ sau một năm tất bật với nghề, và cũng là dịp để thế hệ đi sau thể hiện sự biết ơn những người đi trước. Họ mong muốn tổ nghề soi sáng cho con đường nghệ thuật, mong những nghệ sĩ đã thành danh dìu dắt, hỗ trợ để cùng nhau tiến bộ hơn. Cứ hàng năm thì hưởng ứng vào ngày 12 tháng 8 là cái ngày mà tri ân tổ nghiệp, thì các anh các chị, những người mà làm trong lĩnh vực nghệ thuật thì cũng có một nén hương dâng lên tổ nghiệp để tỏ lòng thành kính với tổ nghiệp, cũng mong rằng là tổ nghiệp luôn vuốt ve che chở cho các anh em làm ngành nghề. Thông qua hoạt động giỗ tổ, những người trong lĩnh vực sân khấu mong muốn phát huy nghệ thuật truyền thống, góp phần xây dựng những giá trị tốt đẹp nhân văn, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa của nhân dân, đúng như tinh thần tổ nghệ thuật lấy đức tài lưu danh hậu thế, nghiệp sân khấu đem vui buồn chia sẻ với nhân sinh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cà phê sáng của truyền hình Bình Phước. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi và cũng xin được cảm ơn Bệnh viện Hoàn Mỹ đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!